Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món nạc rang ngũ vị hương nhé. Để làm món này các bạn chuẩn bị cho mình 500g lạc ạ. Mình chọn những hạt lạc đều nhau nhé, thì khi chúng ta rang lên nó chưa chín đều và không bị cháy ạ. 3 thìa canh muối, 3 thìa nước nhé các bạn nhé. 3 thìa nước, 2 thìa canh đường, một quả ớt và 2 thìa cà phê bột ngũ vị hương các bạn ạ. Trước tiên thì cái phần lạc này thì các bạn khi chúng ta mua hay là mình bóc ở trong vỏ ra thế thôi, chúng ta sẽ rửa qua cái phần lạc đấy nhé. Các bạn chuẩn bị một cái ống nước để làm sạch lạc ạ. Chảy nước mình sẽ cho lạc vào đây, rửa cái phần lạc này đi cho nó hết cái độ bẩn hoặc là bụi bẩn nhé. Rồi, các bạn để ráo cho mình một tẹo. Các bạn nào chuẩn bị một cái chảo cho mình và mình sẽ cho muối vào đây. Mình sẽ rang để cho cái phần muối này nó khô lên. Sau đó thì các bạn sẽ cho lạc vào cho mình nhé. Để mình rang muối với lạc như thế này ấy, thì nó sẽ làm cho lạc nó đỏ và nó thơm, nó giòn được lâu nhé. Các cụ chúng ta ngày xưa cũng đều rang lạc để cho một chút muối vào rồi. Muối thì mình càng rang thì nó càng trắng phau lên ạ. Rồi khi cái độ trắng của muối như thế này là được rồi nhé. Các bạn sẽ cho lạc vào cho mình để rang. Vì lạc mình rửa ấy, nên nó có nước thì sẽ nữa. Bây đầu các bạn sẽ cho lửa khá thôi một chút để cho cái phần hơi nước của lạc này nó sẽ bốc đi hết nhé. Sau đó thì mình sẽ rang với lửa vừa và nhỏ dần dần cho lạc không bị cháy ạ. Đây các bạn, khi cái phần lạc này của chúng ta nhé, mình nấu ấy, nó cái phần hơi nước của lạc mà mình rửa lúc nãy nó đã hết rồi, thì các bạn sẽ nhỏ bớt nửa đi cho mình để cho cái phần lạc nó chín từ từ nhé. Đừng để cho nó lửa to ấy, thì bên ngoài thì cháy, bên trong thì sống, chúng ta sẽ đổ lạc đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ làm quả ớt này, các bạn xe này đi để cho cái phần hạt ớt ấy nó sẽ long ra nhé. Và mình sẽ cắt cái phần ớt này đi để mình thái nhỏ ra, băm nhỏ ra cũng được. Trong lúc chờ đợi ấy thì mình vẫn cứ đảo lạc được ạ. Cái phần hạt ớt và ruột ớt này nó rất cay nhé, thì các bạn bỏ để cho mình. Mình xe thì ấy, thì cái phần hạt ớt nó sẽ long ra hết ạ. Rồi, mình thái cái phần ớt này nhỏ ra. Mình cho một quả hoặc là các bạn cho ít hơn, nhiều hơn tùy theo nhé. Nếu mà gia đình nhà mình ăn được cay, mà các bạn mà không ăn cay, hơi cay cay thì các bạn không cho cũng được nhé. Ông xã mình thích ăn hơi cay cay này, nhiều lúc mà uống bia hoặc uống rượu ấy. Lạc khi có muối ấy, nó rất là đỏ các bạn nhé. Cứ rang với lửa nhỏ thôi để cho cái phần lạc này nó chín đều ra. Đây các bạn, khi mình rang lạc như này là gần được rồi nhé. Thì các bạn cho lửa nhỏ, mức thấp nhất đã để cho nó giữ độ lắm trên chảo thôi nhé. Đây các bạn, khi lạc mình rang như này là đã được rồi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho ra ngoài để mình rớt bỏ cái phần muối bỏ đi nhé. Nhớ là các bạn là ăn lạc phải ăn thử nhé. Thì khi nhiều lúc mình rang mà không chín ít thì lạc nó sẽ hôi nhé. Mình ăn thử.
Rất giòn và ngon rồi ạ. Các bạn chuẩn bị cái sàn này, mình sẽ ngọc bỏ được cái phần muối ra rất là dễ dàng. Và các bạn là cho cái dầu khô cũng được nhé. Cái phần muối này mình sẽ bỏ đi nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp, mình cho đường này, cho nước này. Nấu để cho tan cái phần đường này lên các bạn nhé. Đây ạ, đường nước đã tan rồi. Các bạn sẽ cho mình phần ớt vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bột ngũ vị hương vào nữa. Còn cái gói này mình cho lốt. Nấu cho cái phần này sánh như này được. Đây các bạn, khi cái phần nước đường này nhé, nó đã sánh như này rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần lạc vào nhé. Đều lên, cho cái phần đường nước vị hương nó ngấm vào mề bề mặt lạt nhá. Sau đó thì mình sẽ rang để cho nó khô lên là được ạ. Nhớ là lửa nhỏ thôi, mình mà cho lửa to ấy, nó sẽ cháy đấy ạ. Và các bạn đảo đều tay này nhá. Rất thơm luôn ạ, mùi nước vị hương với hòa quyện với mùi lạt rang đã thơm rồi. Món này khi thời tiết mà xe lạnh này, các ông xã mà có thể dùng nhâm nhi uống rượu hoặc là ăn với cơm cũng dễ ăn nhé. Giờ mình ăn thử xem được chưa. Rất giòn ngon nhé. Cay cay ngọt ngọt, thơm thơm của lạc và ngũ vị hương. Thêm một phút nữa thôi là cái phần lạc này sẽ được. Các bạn đừng nấu quá nửa quá nhé, thì nó sẽ làm cho cái đường nó chảy ra và nó lại cháy lại nhé. Đấy, bây giờ nó đang bám vào những viên lạc rồi. Rồi, tắt bếp đi. Rồi bây giờ mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức được rồi đấy ạ. Đây các bạn, khi lạc đã được rồi nhé, bây giờ mình cho ra đĩa nhé. Chúng ta để nguội nhé, thì các bạn có thể cất vào trong những cái hộp để mình dùng dần nhé. Còn khi mà nóng như thế này thì các bạn không nên để trong hộp nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món lạc rang ngũ vị hương thơm ngon rồi nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ.